Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Huế, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị sở hữu trí tuệ toàn quốc. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng hơn 350 đại biểu đại diện cho 58 sở khoa học công nghệ trên toàn quốc. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho rằng, việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đang đặt ra nhiều yêu cầu trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Do đó, mỗi một địa phương cần có những đề xuất tham mưu để hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó cũng cần có biện pháp để khai thác các chính sách, khai thác tài sản trí tuệ, biến tri thức thành của cải vật chất để phát triển xã hội, đồng thời cũng cần tăng cường và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các hoạt động sở hữu trí tuệ. Báo cáo tại hội nghị, Cục Sở hữu trí tuệ cho biết trong giai đoạn 2013-2022, tốc độ tăng trưởng bình quân của đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích tại Việt Nam là 9,11% một năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của số đơn đăng ký sáng chế của chủ thể Việt Nam đang tăng lên nhanh hơn so với đơn của chủ thể nước ngoài. Điều đó cho thấy các tổ chức cá nhân trong nước bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến đối tượng sở hữu trí tuệ này. Đồng thời, tổng số lượng đơn đăng ký giải pháp hữu ích trong một thập kỷ vừa qua của chủ thể Việt Nam lớn gấp 2,27 lần so với đơn của chủ thể nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng đơn đăng ký giải pháp hữu ích của chủ thể Việt Nam là 8,82% một năm, cao hơn so với tốc độ tăng của chủ thể nước ngoài. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến nay có 2.041 đơn đăng ký nhãn hiệu, đã được cấp 1.196 giấy chứng nhận nhãn hiệu, 107 đơn đăng ký kiểu dạng công nghiệp, đã được cấp 82 văn bằng bảo hộ độc quyền. Trong 80 đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích đã được cấp 18 văn bằng bảo hộ độc quyền. Hiện nay, tỉnh có 2 chỉ dẫn địa lý, 5 nhãn hiệu chứng nhận và 49 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm. Hiện đang làm thủ tục bảo hộ 2 chỉ dẫn địa lý và nhiều nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể khác. Tham luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở khoa học công nghệ trên toàn quốc cũng đã đưa ra nhiều ý kiến về bảo hộ tài sản trí tuệ, nâng cao hiệu quả tài sản trí tuệ, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ tại các địa phương. Đây là những ý kiến cần thiết để các địa phương có thêm nhiều phương án nhằm xây dựng chương trình sở hữu trí tuệ phù hợp.